Các bạn, đây là bãi xe của công viên nước Đôi Rồng đây mọi người. Hôm nay vào một ngày mùa thu nhưng mà trời khá là nắng và nóng. Mình có dịp ra đây trải nghiệm một chút thì cũng ghi lại những ảnh mới nhất ở trong cái công viên nước này nhé. Khai trương thì cũng phải từ đầu tháng 9 rồi, nhưng bây giờ mới có dịp ra đây. Trời rất là nắng luôn ấy, vẫn có cái xe lạnh của mùa thu mọi người. Bây giờ là tầm 2:30, mình thấy là khách cũng có nhưng khá là lèo tèo. Thấy cái trò ống cao cao như này không biết mình có dám chơi không. Mình là một thằng khá là nhát cái việc tốc độ cao. Những trò trượt trượt này đợt trước vào Phú Quốc ấy, cũng mất tiền mua vé vào công viên nước rồi không dám chơi. Chờ tí nhá, đến cổng mình sẽ quay thêm. Hiện tại thì những cái hàng quán ở đây mình thấy cũng chưa hoạt động, bên trong vẫn đang mọc rong rêu rồi mọi người. À, nền với là nền đất. Chưa có cà phê, cà pháo hay quán xá gì ở cái khu này cả. Cái gửi xe cho một xe máy đây là 5.000, gần ô tô dưới 16 chỗ là 20.000. Trước khi khai trương mình có một clip dừng ở đây rồi, không được vào. Hôm nay mình sẽ vào. Nắng thế. Điểm soát vé ở đâu? Soát vé ở đâu? Ở nhưng soát vé. Nắng rát người luôn đây. Đây là giá vé mọi người. Đi cuối tuần. Người lớn là 300.000. Chị em là 200.000. À, chị em là 150.000. Ngày thường người lớn chỉ 200.000 thôi mọi người. Hiện tại từ cổng vào chỗ kiểm soát vé đi vào bên trong khá là xa mọi người. Trời thì nắng chứ. Đâu rồi, mình vẫn chưa nhìn thấy cái chỗ kiểm soát vé luôn. Vẫn là những cái gian hàng quả trống này thôi. Đâu ta? Trong kia mọi người, cái chỗ nhà xanh xanh khả năng thế. Đây à. Đấy các bạn nhìn không? Đây là chỗ kiểm soát vé. Còn ở ngoài cái chỗ
ngoài kia là chỗ mua vé, đi bộ vào sẽ đi qua một loạt cửa hàng, cửa hàng như thế này, về sau sẽ bán hàng. Tức là trước khi chơi bạn phải đi qua một loạt cửa hàng để tăng doanh thu khu vui chơi đã. Ủa, ở đây cũng mua được vé mà. Em ở đây mua được vé đúng không? Thế sao anh phải mua ngoài kia? Trời đất. Nếu mọi người đi vào đây mua vé, không phải mua ngoài kia đâu. Xa luôn. Hả? Wow, đây là bên trong có cái nước mọi người. Tôi nghĩ là không có khách cười nhà bên trong khá là đông á. Rồi, giờ trải nghiệm thôi. Mình chắc thì chỉ chơi vài cái trò chơi của trẻ con thôi. Thì bên trong thấy khá là hơi chật chội một chút. Hơi chật so với những công viên nước đã đi ở trong Phú Quốc. Ở Hạ Long thì mình chưa đi nên mình chưa so sánh được. Cái khu này của mấy bọn con nít này. Đi dạo vòng trong có những trò gì nha mọi người. Đây cũng là bể của trẻ con, khu này khu của trẻ con là nhiều. Ở đâu đó phía trước kia có một cái đường lượn cao tốc, không biết này. Thì nghe vẻ đây là trò người lớn thôi, nhưng mà không có nhiều trò lắm sao đấy mọi người. Tạo sóng đấy mọi người. Lát mình sẽ thử chơi trò này xem sao. Tuy nhìn hơi rộng, phải trèo tận lên phía trên kia. Mệt quá. Nào đó phía kia một trò nữa. Đây một tròn nữa là hết rồi. Khỏe
trong này khoảng đâu đó khoảng 3-4 trò cho người lớn và khoảng 3-4 trò cho trẻ con là hết khu vui chơi này. Và cái hôm khai trương mình nghĩ ở đây rất là đông người đổ ra nhiều, xong rồi diện tích thì nó cũng hơi khiêm tốn một chút. Sau này còn thêm cái khu công viên, đây là thủy tinh, còn khu công viên sơn tinh nữa thì khả năng nó sẽ nhiều trò chơi hơn nữa. Giờ mình thay đồ và đi trải nghiệm với mọi người. Khóa anh cho vào tủ, à cho vào tay giúp em ạ. Một cái khóa này thôi đúng không? Khóa này mở mấy lần thế này là... Anh muốn mở nhiều lần rồi. Dạ vâng ạ. Ờ, cái này là có khăn tắm rồi đúng không? À không ạ. À. Anh ơi, trò này chơi tối thiểu là mấy người đấy? 4 à? 3 đến 6 người thôi. 3 đến 6 người. Đi vào lối này mà. Đi vào lối này đi. Đi thôi.